À, dạ, chào cô. Dạ, chào, chào cô. Em. Dạ, chào chị. Mời cô ngồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi thoải mái để có thể có đôi khi nó cũng có những cái điều mà hồi xưa giờ mình chưa nói ra. Nói để hiểu nhau hơn chứ phải nói để giận nha cô nha. Một tràng pháo tay chào đón mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. À, xin phép hỏi cô là cô tên gì và đến từ đâu ạ? À, kính thưa hai MC, kính thưa các vị khán giả. Tôi là Dương Thị Bình, ở đến ở quận 12, từ quận 12 đến. Dạ, quận 12. Hiện nay cô còn đang làm gì không cô? Cô về hưu rồi. À dạ. Ở nhà nội trợ. Nội trợ. Còn đây là con dâu Lê Thị Hồng Tâm. Dạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả và chào hai MC. Dạ. Em tên là Lê Thị Hồng Tâm. À, trước đây em làm kế toán trường mầm non Hoa Mai, quận Gò Vấp. Và hiện tại thì vừa mới sinh em bé nên đang ở nhà. Dạ. Cô gặp con dâu tương lai nha, con dâu bây giờ nè. Dạ. Thì cô cảm nhận như thế nào và ấn tượng ra sao? Lần đầu tiên gặp con dâu tương lai thì ấn tượng thì không ấn tượng, nhưng cảm nhận thì là cũng chưa đồng ý lắm. Dạ. Lý do tại sao? Lý do tại vì là con trai cũng còn trẻ, hai em vẫn còn trẻ. Dạ. Bạn này cũng có hơn 20. Còn trẻ quá đúng không? Trẻ quá vâng. Dạ. Đó thì sợ nhỡ về làm dâu thì chưa gánh vác được cái gì cả. Dạ, chưa ấn tượng lắm. Chưa ấn tượng. Dạ. Nhưng mà về sau thì thấy là cháu cũng hiền. Thế còn thì đúng là tiêu chí của mình là phải con dâu phải nói nhiều. Mà bạn ấy lại không nói mấy. Trời ơi, con người lại sợ nói chứ bác. Cô lại cứ thích con dâu tại cô nói nhiều. Dạ. Ủa chị ơi, trước khi mà chị về nhà ra mắt mẹ thì bạn trai của chị có nói về cái tiêu chí này cho chị nghe chưa? Ờ, anh không nói, nghĩa là hai bạn là học cùng nhau. À dạ. Thành ra là đến khi mà quen nhau thì là về trưởng mẹ anh dễ tính lắm. Nhưng mà khi về đến nhà thì ôi sao mẹ anh nói nhiều nhở. Mẹ nói nhiều khóc mà kiểu nghĩa là mẹ hỏi liên tục để cho mình nói không nói được. Sợ quá ngồi im. Ngồi im luôn. Cảm giác dạ. Là khó tính hay dễ tính? Dạ thấy mẹ cũng khó tính đấy ạ. Khó tính. Coi như lần đầu tiên gặp nhau hình như chưa có ai hiểu về nhau, nó hơi khó đúng không cô? Đúng ạ. Dạ. Rồi lúc mà cái ngày đầu tiên mà về làm dâu đó cô thì nó như thế nào? Ngày đầu tiên về làm dâu thì mẹ thì cứ để ý con thôi. Ý đằng suốt sau. Cô dâu vậy đó hả? Không, nói chung là cứ về đến nhà là để ý. Đúng kiểu mẹ chồng. Dạ. À. Hơi khó chút hả? Dạ, vâng, cũng có hơi khó. Thấy mẹ chồng cứ để ý chầm chầm vậy không, rồi. Không. Chắc em cũng run lắm hả? Dạ, đúng tâm lý nhưng mà mẹ rất là dễ tính. À, ví dụ như ngày đầu tiên về làm dâu và cắm nồi cơm điện. Trời ơi, cắm kiểu gì không? Ấn kiểu gì cháy luôn. Trời ơi. Cháy vào mình ở trong nhà không biết. Bác hàng xóm gọi là nhà cháu đun gì cháy hả? Bảo không, cháu có đun cái gì đâu. Quay vào thấy nồi cơm bốc khói luôn. Mẹ con lỡ làm cháy nồi cơm rồi. Mẹ bảo là không sao, nhà mình lại có điều kiện mua nồi cơm mới. Những ngày đầu thì cô với con dâu có hay trò chuyện với nhau, có xảy ra một cái xung đột mâu thuẫn gì không cô? Tức là những ngày đầu thì mình cứ đi làm, mình đi bán hàng. Thì còn bạn ấy thì đi về sớm thì cứ dặn đấy con ở nhà cơm nước. Thế nhưng mà bạn thì ở nhà ăn nó nhạt lắm. Mình mới bảo là thế thì ăn thế này thì mình không thể ăn được. Mình cũng có chia sẻ với chồng. Mình bảo nó nhạt lắm mà bây giờ đi làm thế này thì thế nào. Thế mình nghĩ bây giờ mà nói sợ là bạn ấy lại tự ái hoặc bạn ấy cãi thì nó mất hay. Thì mình cứ đi về một cái là mình ra bếp nếm nồi canh hoặc các món bạn nấu. Hơi nhạt mình cho luôn mắm muối vào. Mình làm vừa ý mình luôn. Yeah. Thế xong bắt đầu đến bữa ăn thì là bạn ấy lại nếm thì bạn bảo mẹ ơi mặn rồi không? Mà không, nhà mình ăn thế này là vừa. Tức là so với khẩu vị của bạn ấy là hai bên bị chênh nhau. Yeah. Thế rồi dần dần là bạn ấy ăn theo mình là cứ thế là quen thôi. Nhưng mà lúc mà mẹ bỏ muối mặn rồi lên á. Dạ. Thì em thấy sao? Ăn không có hợp khẩu vị với mình? À, bây giờ mới biết ạ. Bây giờ mới biết luôn ạ. Bây giờ mới biết luôn. Dạ. Hả? Dạ. Từ xưa giờ bao nhiêu năm làm dâu rồi? À, 12 năm ạ. Ồ. Trời. 12 năm mới biết chuyện này. Dạ. Vậy từ đó giờ mình chịu đựng mình ăn mặn gì luôn hả? Không, không, không quen. Bắt đầu quen dần với khẩu vị của nhà sao? Còn cái chuyện mà nhạy cảm nhất giữa mẹ chồng con dâu đó là cái chỗ mà chăm sóc con cái đó. Vâng. Cái này là Linh thấy rằng á là đa số các gia đình bị mắc phải. Nhà mình có vướng phải cái việc đó không ạ? Nhà mình có vướng chuyện đấy. Tức là mẹ thì lại theo mẹ của mẹ, tức là cũng theo các bà, là chăm sóc theo kiểu gọi là đông y trước, cứ nói nôm na là như thế. Ví dụ con ốm thì con cứ lấy lá nọ lá kia đã. Nhưng con dâu thì mẹ ơi kháng sinh, mẹ ơi bệnh viện.
Thế thì có lúc thì mẹ đấy cũng cứ hay dùng quyền lực. Mẹ bảo con cứ để ở nhà 3 ngày, mẹ chịu trách nhiệm. Bởi vì mẹ đã biết rồi, sốt 2-3 ngày nó là sốt sinh lý, nó sốt các thứ. Tôi nói như cái này cũng hơi nguy hiểm. Cũng nguy hiểm đấy. Đúng rồi bác. Không, tại vì... nhưng mà cô cứ lấy các thứ, cái lá đông y đó, cô cho các cháu hạ sốt là nó cũng giảm rồi. Nhưng thật sự thế... con cũng là người trung gian ngồi nghe câu chuyện thôi. Con thấy rằng ở đây là cô dâu đúng đấy. Bởi vì bây giờ con mình nó đau thế, mình thật sự nói như cô thì kinh nghiệm có rồi. Vâng. Nhưng mà đôi khi biết đâu trong người của trẻ nó không phải là như vậy thì sao, nó thì thậm chí nó đau ruột thừa hay là đau một cái gì đó, mình phải đưa bệnh viện khám liền. Dạ cho nó an toàn. Thì an đúng toàn rồi, nhưng mà đấy thì cô cũng bảo đôi ba lúc cô cũng bị bảo thủ ở cái đấy mà. Đấy. Bởi vì mẹ có học ngành y. Qua một tí cả nhà thế, các bác các thứ đều làm bên ngành y hết. Thành ra là đến khi mà có vấn đề gì là hỏi mẹ. Lúc đầu thì cũng không nghe, thì mình thì cứ muốn là cho đi khám cho chắc chắn, muốn hỏi ngay. Nhưng mà cứ theo bà thì lại đúng, con lại khỏi. Chuyện này nó hơi nguy hiểm ở chỗ này. Bởi vì trẻ con mà cái kháng thể của trẻ con rất là yếu, rất là yếu. Đôi khi rất là nhiều bệnh hiện nay thì các loại vi khuẩn rồi siêu vi nó nhiều lắm cô. Chỉ cần trong tích tắc thôi, không cần phải để 1-2 tiếng đâu. Nó sẽ nguy hiểm đến con trẻ đấy. Theo con nghĩ đó cô, thì có chuyện gì thì nói chung là mình phải đưa đi y tế liền đi cô. Rồi. Hay cô đồng ý với con không ạ? Thì cô cũng đồng ý, nhưng mà cô vẫn cứ phải để xem bệnh như thế nào. Có bao giờ do những cái điều mâu thuẫn đó mà mẹ con có một cuộc chiến tranh lạnh không? Thực ra thì đối với mẹ là không. Yeah. Bởi vì là lúc con đã nghe lời mẹ rồi thì mẹ không có cái gì nữa. Bởi vì thế là con đã chấp hành rồi. Con không biết ở bên trong của con thì như thế nào đó, thì không biết. Vấn đề là đó, bên trong. Vấn đề là bên trong. Mà hôm nay mình cứ nói thật đi. Con cứ nói ra. Mình có điều gì mình nói để mẹ bài con thôi, không để mẹ hết. Hiểu thôi, không sao hết. Thường thì là nghe mẹ mà thấy mẹ đúng, có đúng một việc có khi bây giờ chia sẻ mẹ mới biết. Đó là khi sinh em bé đầu tiên thì mẹ với các bà, các ông, các cụ thì là vì là chắt đầu tiên nên không cho bú bình. Mà mình thì tìm hiểu sách vở các thứ rồi mình còn đi làm, mình cho con bú song song. Nhưng mà cứ mẹ hỏi hôm nay con ở bé ở nhà có bú được nhiều, dạ bú nhiều mẹ. Nhưng mà thực chất là mình một ngày vẫn cho con 2 bình sữa ngoài. Sau khi cho con bú xong là mình đi rửa hộp sữa luôn và mình úp luôn. Cho bú lén hả? Dạ. Trời ơi. Lén mà nội. Lén mà nội cho bú. Bây giờ bác mới biết hả? Đúng, bây giờ mới biết, bây giờ bạn mới nói. Mình cứ tưởng tượng là con bạn ấy chỉ bú bạn ấy thôi này. Có bao giờ em sai mẹ chồng làm cái việc gì đó không? Sai thì chắc không dám sai. Nhưng mà có nhờ. Sai có nhờ đúng không? Thì bạn này không sai, bạn này là truyền thống nhờ sai vặt. Có thế là không? Sai rồi. Là ví dụ là cái vấn đề gì bác? Ví dụ như có khi bạn ấy ngồi thế này mà cái khăn của con bạn ở đây, nhưng mẹ lấy hộ con cái khăn, mẹ lấy cho con ly nước, hoặc là bạn ấy dọn mâm cơm ra thì thiếu đôi đũa, mẹ ơi con thiếu đôi đũa, con thiếu thìa xới cơm, coi như bạn này là gọi là triền miên. Cái đó cũng là một trong những cái điều rút kinh nghiệm. Thôi bây giờ mình coi còn mâu thuẫn gì không ạ? Rồi mời người thứ ba xuất hiện. Vợ anh thì hay sai vặt, nhưng mà cũng kiểu theo kiểu gọi là làm nũng thôi. Khi ở nhà mình thì nghĩ là mình cứ ngồi đấy suốt ngày không làm gì thì chị bảo là lấy hộ cái này, hoặc là mẹ ở ngoài bếp thì bảo mẹ ơi tiện thể mẹ lấy hộ con, chứ không phải là sai vặt. Tiện thể lấy hộ con. Ngồi xuống rồi, hoặc là mình lên, có khi là chị lên lầu trước mà mình lên sau ấy, chị bảo anh ơi tiện thì cầm cho em cái túi này, chứ không phải là sai vặt. Mình lại thích cái tính đó. Mà mình thích được sai vặt thì vợ phải làm nũng chồng tí chứ. Trước mắt là mẹ nói là phải theo đã, xong rồi mẹ có nói sai nói gì thì góp ý cho mẹ rồi. Mẹ cũng dễ thôi mà, có gì thì góp ý sau chứ đừng cao cãi trước mặt mẹ, mẹ không thích. Có gì khó quá thì lên gác đóng cửa và một mình ối trời ơi. Chuyện không giải quyết được giữa hai mẹ con thì lên ối trời ơi một cái rồi xuống là nó thoát được ở trong người mình ra. Thấy chưa, có ối trời ơi nha. Ối giời ơi nhiều không? Không, đây là anh ấy bảo nếu không có gì thì lên ối giời ơi, nhưng mà chưa lần nào ối giời ơi. Như chồng nói đúng là sẵn đó mày lấy giùm con này, sẵn đó mày lấy giùm con kia. Nhiều lần quá thì... cũng khó chịu. Khó chịu đúng không? Khó chịu. Vâng. Cũng có lúc mà con phải để ý. Có nghĩa là con sai mà con không ngại à. Có nghĩa là mẹ cũng có phản ứng thế. Vậy thì có cái những cái điều gì mà chị... cần mẹ chồng phải thay đổi không? Mẹ thay đổi thì chắc là không. Tiện đây mình chỉ muốn nói là mình cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. Cảm ơn mẹ đã coi con như con gái, chăm sóc con,
từ lúc mới về làm dâu chưa biết nấu một món ăn gì, đến bây giờ cũng là gọi là theo mẹ, gọi là nấu khá khá rồi. Vậy thì bác ơi, bác có muốn là cô con dâu của mình thay đổi tí xíu vấn đề gì không? Thì nếu mà muốn thay đổi thì một là bạn hay có tính sai vặt, nhưng mà chắc không bỏ được, tại vì gọi như là bệnh mãn tính rồi thì chắc không bỏ được. Thế cái thứ hai là thực hôm nay bạn ấy cũng nói là nghĩ là mẹ chứ mẹ không phải là mẹ chồng. Thì hôm nay mình mới cảm nhận được điều đấy, nhưng mà bạn ấy chưa thể hiện hết ra để cho mình biết là bạn ấy đã có cái cảm nhận bạn ấy là con gái mình, mà bạn ấy vẫn có, mình cảm giác là vẫn có một cái khoảng cách là mẹ chồng và con dâu. Giờ mình xem người thứ ba mong muốn điều gì giữa hai người nha. Mỗi người người ta phải có một cái định kiến riêng, một cái tôi của người ta. Mẹ đôi khi mẹ cũng có cái tôi của mẹ, mẹ cũng phải đúng. Nhưng mà đừng để cái gì nó đi quá giới hạn. Mẹ biết là mẹ sai thì mẹ cũng chỉ tranh luận đến như vậy thôi, xong là mẹ sẽ thôi ngay đấy. Còn mẹ cũng không đến cùng, không nảy lửa, không nhảy như kia. Vợ cả mẹ thì tuyệt vời rồi. Với nhà người khác thì có khi là không bằng đâu, nhưng mà với mình thế là hài lòng. Đó là mong muốn của con trai ha. Cô có mong muốn gì con dâu của mình nữa không? Nếu mà con có làm dâu mẹ độ khoảng 20 năm nữa chẳng hạn, vì bây giờ mẹ mới có hơn 60 không, cứ cho là tuổi thọ trung bình là 75 chẳng hạn, thì cái thời gian con sống với mẹ sẽ nhiều hơn là với bố mẹ đẻ của con. Vậy thì thôi con cứ xem như là gia đình nhà mình thực thụ đi, để mà con giải quyết mọi vấn đề, bỏ được sai vặt thì tốt. Dạ, con sẽ rút kinh nghiệm. Bởi vì trước đây con cũng không nghĩ là cái đấy nó nhiều quá. Thế cho nên là thôi thì cũng phải cố gắng. À, cảm ơn cô. Dạ, vâng ạ. Hôm nay chúng ta đã có một cái cuộc trao đổi rất là thẳng thắn ha. Dạ. Có cái gì cũng được, có buồn con dâu ha. Thôi bây giờ con hứa gì với mẹ đi. Dạ, con hứa từ bây giờ con sẽ bớt sai vặt nhiều hơn. Thế thôi, còn thì mẹ thì cứ yêu con, mà muốn con được xóa được cái rào mặc cảm mẹ chồng con dâu đi. Đúng rồi, bởi... hai mẹ con ôm chặt lấy nhau nào. Con mẹ đi. Ồ, thật là quý vị, tôi luôn luôn mong muốn điều đó. Luôn luôn muốn cái sợi dây tình cảm của mẹ chồng con dâu không còn ngăn cách nữa, nó sẽ gắn chặt nhau giống như là mong muốn của cô, là như mẹ ruột vậy thôi, như con ruột vậy thôi.